Giờ mình tiến hành làm bột và bánh xèo nha cả nhà. Rau đi kèm với món bánh xèo nó có giá nha cả nhà. Bộ bánh xèo mình quậy xong rồi mình giờ thêm miếng nước nha cả nhà, miếng muối nữa. Trong thời gian mình chờ bột nghỉ, mình xắt thịt ra để mình bỏ chung bánh xèo nha cả nhà. Thịt với lại tôm mình cũng đã xào sơ cho nó chín qua rồi nha cả nhà, để mình làm nhân trong bánh xèo mình nó được ngon hơn cả nhà. Trong khi thời gian chờ đợi bột mình cho nó nghỉ cũng lâu rồi nha cả nhà, giờ tiến hành là cho nhân vô để mình đổ cái bánh xèo cái đầu tiên nha cả nhà. Mình ở đây nhiều tiếng ồn và cho nên mình tắt tắt đi đi cái tiếng mong cả nhà không nghe thông cảm nha cả nhà. Rồi mình xong cái đầu tiên nha. Bây giờ bắt đầu chiên cái thứ hai nha cả nhà. Phần mỡ mình chiên bánh xèo mình làm từ mỡ thắng nha cả nhà, mỡ heo á. Cái bánh thứ ba về cũng đã xong nha cả nhà. Xong miếng thứ ba. Mình chiên nãy giờ 5 cái rồi nha cả nhà. Tiếp tục làm cái thứ sáu.
phần nước chấm mình có giả tỏi với ớt với lại nước mắm mình cho miếng chanh nha cả nhà. Mình chiên bánh mình cảm thấy bột nó còn cứng cứng ở dưới, mình liên tục mình xoáy đều nha cả nhà. Hi bao cái âm đó máy ra rồi máy. Phần nước chấm với bánh xèo mình cũng đã làm xong hết rồi cả nhà. Chúc cả nhà ngày mới thật nhiều sức khỏe và tràn đầy may mắn nha cả nhà. Mình cũng xin tạm dừng video clip tại đây. Nếu cả nhà thấy hay đừng quên ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình có thêm động lực làm thêm video như mới nha cả nhà.